Bây giờ là 11 giờ 13 phút rồi mọi người. Cái cục này là cái cục gì đây? Không có đường mở luôn. Vậy à, 11 giờ mấy rồi? Vậy đi nấu đồ ăn cho chồng ăn. Đi chợ này để người ta mua hết đồ rồi, không có gì ăn nè. Trời ơi, coi đồ buồn tóc rối nè. Mà nhìn nè, dung khùng không? Đây, đây. Chồng tật lét á. Nhà là chồng tật lét á. Tiếng gì vậy? Vậy không? Sao? Vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy luôn hả? Sao vậy luôn rồi, ăn cái gì? Không ăn luôn. Nhịn đói luôn. Bây giờ sao? Rồi đi chợ nấu cơm. Đi chợ nấu cơm. Không ai đi luôn. Em là một con người cực kỳ khó tính. Ừ. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri chị bẻ hết tất cả những cái nó khó của em. Em đúng rồi. Nó quậy đúng không? Em ví dụ như em mà em không có xử thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn cũng không được. Giờ hả, cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi, em không muốn ngừng lại giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ, gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được, chứ để bẻ một cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi. Trời ơi, bà con quá mà con bẻ là không? Con nít mà trời con bẻ ơi. Phải con bẻ một lần con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt, bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó, chiều và kinh khủng nợ đó em. Rồi mọi người, bây giờ là 12:30 trưa, 2 vợ chồng em đi chợ. Và giờ là chắc khoảng 3 giờ chiều là tụi em ăn sáng. Bình thường là đi xuống ở dưới, ở dưới siêu thị ở dưới là mua đồ rồi. Hôm nay đủ đi chợ rồi. Thôi thôi, đi chợ thôi. Con cỡ đó rồi. Con ôi ôi ôi. Rồi, để mình sẽ mua cá. Thời gian vợ chồng em đợi người ta làm cá thì vợ em qua kia mua đồ để nấu canh chua nha mọi người. Rồi mọi người nhìn đường phố nè, mọi người thấy không? Đây là Sài Gòn đó mọi người. Và hẻm này là hẻm chợ, bình thường rất là đông đúc, nhiều khi là không có chỗ đi luôn á. Mà bây giờ vắng quê, cũng chỉ còn lác đác một vài chỗ bán đồ ăn thôi. Tụi em mà mua bông về chân. Okay. Bên này không? Tiếp theo là mua trái cây nha mọi người. Mua trái cây về cúng không bằng tài thổ địa. Thường á, giờ này là bãi giữ xe của chỗ của em là cực kỳ vắng nha mọi người. Muốn để đâu để, bây giờ là không còn một chỗ để luôn, cứ ngắt luôn. Chứng tỏ là mọi người ở nhà hết rồi, mọi người không ai ra đường hết. Rồi lên nấu ăn thôi. Hôm nay chị nấu món gì thôi? Chưa có gì nữa. Các con một chút không có tụ đi thôi. Rồi, giờ làm gì rồi? Chị đang thổi cà chua. Nấu canh chua hả? Ừ. Đây mọi người, nồi canh của Bin. Bin nêm, này cá kho của Chi. Vợ ơi, nếm thử này vợ ơi, ok chưa nè? Canh của chồng à. Rau đất không? Lửa. Ừ. Ổn chưa? Ok. Chua miếng nữa không? Không, được. Ngon rồi đó. Ừ, để ok. Để sắc nước một tí nữa là ok. Rồi. Cá có chi sao rồi? Có cần chở đầu không? Nhông chở chưa? Cá kho nó chở thôi. Chở qua mình nó quay về. Để vậy nó mới thấm được cái con cá. Cơm của hai vợ chồng ngày hôm nay, cá kho của vợ em. Mày nhìn đi. Trời ơi, đây là khô, chiên,
Đây, canh chua của em. Cá nằm ở dưới. Rồi, canh chua thì không thể nào thiếu chén nước mắm của mọi người. Đây, rau luộc. Này là tỏi ngâm. Tỏi này ngâm mà ăn rất là tốt trong cái mùa dịch này mọi người. Đó. Cái tỏi này thì mọi người có thể lên Facebook của Phạm Thu Hiếu mọi người đặt mua nha. Diễn viên, cô diễn viên Phạm Thu Hiếu. Cô đóng cơm nhà của Vin đó mọi người. Rồi đây một bữa cơm nhà đây. Ăn cơm thôi. Khi mà đồ ăn đã ngon lành rồi, em xuống là em ngồi xuống để em bật nồi cơm ra thì như thế này. Trời, con vợ em. Trời, con vợ em tuyệt vời quá mọi người ơi. Hồi nãy em hỏi rõ ràng, em ơi, em có nấu cơm chưa? Dạ em nấu rồi, cơm ngon lắm đó chồng. Ủa, vậy? Trời, cơm ngon quá. Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh, sao anh cởi quần em? Anh nói gì cái chi? Đến sáng luôn, đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái em nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối hôm qua em đang chơi game, em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bà xong bà đưa thừa em. Bởi vậy không về em dám cho đi ra ngoài ngủ. Thôi giờ Có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái bằng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng còn thức con không nhớ gì chân á. Vậy là bị bỗng du. Thiệt. Tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Nó nói là ồ sao hai đứa sợ rồi là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em nhạy cảm với cái tiếng động tối mà em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân như cái tủ á. Ba mở ra, cái ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. Em kiếm đồ. Sáng hỏi bỗng nhớ gì hết. Trời ơi. Giờ làm cái gì giờ chồng? Ăn xong rồi làm gì nữa? Coi phim giờ xong rồi ngủ. Ừ, cũng được. Ừ. Đây. Nhà được một cái view rất là xịn sò nha mọi người. Rất là mát. Đẹp quá. Ê, cũng có người đi thả diều mọi người. Không phải giờ lấy diều ra cửa sổ thả. Cứ vậy thì vợ chồng em tiếp tục ăn. Đồ ăn hồi trưa còn mới hâm lại ăn cho mọi người. Rồi ăn cơm đây. Sau khi ăn no, rửa xong một đống chén cho con cái ăn. Tôi thì tôi tắm rửa rồi. Tôi đóng cửa xỉa thằng coi rồi. Giờ để coi bà nhà đang làm cái gì chỗ này. Đang live stream mọi người, coi cái hậu trường live stream này mọi người thấy ghê không? Vừa phải là cái áo của anh dục chứ ai. Trời ơi coi còn cái này là cái đồ cái để, này là cái thùng để cái nè mọi người nhìn trên clip nè đó. Nhìn trên clip live stream là đẹp gì nè. Đang live trên app Vivo đó rồi mọi người. Nó zoom cho mọi người nhìn cái hiện trường live nè đó. Ai đồ nè, đẩy hả laptop lên thùng mút đồ đủ rồi thấy không? Đó. Trời ơi, ai đồ ngồi livestream. Tôi hát cưng cho. Sao? Hát giờ gì? Muốn vô live chung không? Không. Trời ơi, cái bụng nó bự kìa, hôm nay bụng bự hơn gì nữa. Hát gì rồi? Đó. Nó chả không chả quay vậy đó. Đi ra, em đang livestream nữa. Thì em quay, em like đi cho anh quay. Tình hình bây giờ á mọi người là 10 giờ đêm rồi. Có nghĩa là bà đã like từ lúc mấy giờ ta? 7 giờ cho đến giờ. Nhìn em ta như ngất ngây. Thì em là ai mà bao chị trái là hương làn này. Yeah. Chị mới uống thuốc tăng lực hay gì vậy mà nhảy quá. Rồi, em cảm ơn mọi người nhiều nha. Bây giờ em offline đây. Đã được 20.000 độ như ý rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ qua Facebook chúng ta like. Và chúng ta nói chuyện tiếp nào. Thôi giờ này còn like Facebook gì nữa. Hả? 10 giờ rồi like Facebook gì nữa. 10 giờ like Facebook thường mà. Hôm giờ hơn bữa là 10 giờ like Facebook bình thường. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ qua Facebook nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà tặng độ cho em. Hôm nay vui quá. Quá trời vui luôn. Cảm ơn em. Rồi bây giờ là 11 giờ nha mọi người. Gia đình em đã livestream xong. Và bây giờ là gia đình em đi dạo. Sẵn tiện là em dẫn hai con lông lá nhà em đi vệ sinh. Đi dạo lúc 11 giờ đêm. Không biết nữa. Đi.
Rồi thôi, 12 rưỡi rồi, đi ngủ thôi. Kết thúc một ngày cách ly. Ở nhà cách ly của vợ chồng Vin.